Ok, sốp kiện quê xuê Tú Anh xin chào đến tất cả anh em và các bác đam mê nhé. Ngày hôm nay thì sẽ lên giới thiệu đến cho anh em tham khảo hai khẩu súng hơi, súng nén khí để anh em có thể là vụt mồi ở cự ly xa anh em nhé. Đấy, một khẩu là Kondo thẳng dài cấu hình cao và một khẩu FXQK2 cũng là cấu hình cao nhé. Hai khẩu ngày hôm nay thì đều là cấu hình cao, giá tiền đều trên 10 triệu đồng để anh em có thể săn mồi được ở cự ly là trên 100 m. Anh em nào đang tìm hiểu về những cái mẫu súng mà có thể vụt mồi ở cự ly xa như thế này thì có thể là theo dõi hết video để em có thể giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình, mẫu mã sản phẩm các bác nhé. Thì sản phẩm ngày hôm nay thì đều là những cây, những cấu hình mà anh em đã tin tưởng và hàng bên shop nhận qua hình thức đó là lắp ráp, căn chỉnh, gửi xe. Thì sau khi làm video giới thiệu và trả hàng ấy thì em cũng xin phép là đóng hàng, trả hàng đến cho những anh khách đã tin tưởng các bác nhé. Đấy, ngày hôm nay là cấu hình cao, có anh em nào đang tìm hiểu về cấu hình chung thì kính mong anh em có thể theo dõi hết, theo dõi những video tiếp tiếp theo nhé. Đấy, video sau thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em những cấu hình nó rẻ rẻ một tí để cho anh em có thể dễ chơi nhé. Còn hai khẩu ngày hôm nay thì hai bác khách này lắp một cấu hình khá cao. Đấy, mua bán thì lưu ý với anh em, nói luôn là anh em gọi điện trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại kia để bên em có thể tư vấn cho anh em thêm cấu hình, mẫu mã sản phẩm, hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp cho shop qua hai số kia hoặc kết bạn Zalo. Zalo thì hai số này nhá đều có Zalo, Viber, đấy, Telegram để anh em có thể là kết bạn. Đấy, em có thể kết bạn qua hai số này. Đấy, đều có Zalo nhá. Đấy, Zalo này thì mới lấy lại được. Còn những em nào đã mua hàng của bên em rồi ấy mà thấy Zalo tài khoản nó bị khóa ấy, thì có thể bấm lại số điện thoại ra là nó lại ra cái tên Zalo của em chính. Còn chắc chắn là sẽ không bao giờ bỏ được hai số điện thoại này được. Bán hàng trên kênh YouTube rất chi nhiều năm rồi, cái số điện thoại này anh em lưu ở trong máy có khi là rất chi nhiều rồi. Nên là em sẽ không bao giờ bỏ hai số điện thoại này đâu nhé. Đấy, chỉ là cái tài khoản nó bị khóa thì em sẽ phải làm lại, lấy lại tài khoản. Nên là nó hiện tại cái Zalo nhiều anh em là kết bạn rồi nhưng mà xem là có khi là mở ra lại hóa ra tài khoản bị khóa thì em có thể là bấm số điện thoại ra là kết bạn lại Zalo không nhé. Đấy. Còn về đấy là về hình thức mua hàng. Còn về hình thức gửi hàng thì xin phép anh em là cũng nói luôn là gửi hàng thì hiện tại thì đối với cấu hình cao như thế này thì shop cũng nói luôn là chỉ gửi xe nhé. Trên 10 triệu đồng là em chỉ nói luôn là chỉ nhận gửi xe, không gửi ship. Bởi vì gửi ship đi chia cho anh em rất chi nhiều đơn, van bình, kính, khung nòng cò ruột rồi giảm âm này kia, rất chi nhiều đơn, 3 đến 4 đơn cơ. Đấy, vì cái bên vận chuyển ấy nó chỉ cho yêu cầu là dưới 3 triệu đồng. Mà bây giờ một cây như này 10 triệu, dưới 3 triệu đồng thì 3 triệu, bây giờ dưới 3 triệu, 3 triệu mới là 3 đơn mới là 9 triệu, 4 đơn thì mới là 12 triệu. Đấy, thì phải một cây như này nó chia 4 đơn rồi mà tiền cước rất chi nhiều. Đấy, nên là anh em nào mà đối với mua cấu hình cao thì thứ nhất là bên shop có thể lắp ráp được cho anh em chơi, mà phải lắp ráp để test xem cành ổn định không. Đấy, xem nó có chuẩn chỉ không, không gửi đi gửi lại mất thời gian lắm, test xem nó có ok không, bắn ở cự ly bao nhiêu đấy. Đối với cấu hình cao này thì anh em phải săn được mồi cự ly là 100 m thì em sẽ test ở cự ly là 100 m xem nó có ok không, ổn định không rồi mới gửi hàng cho anh em. Đấy, chứ không phải làm ăn bừa bãi như những đơn vị khác đâu anh em nhé. Đấy, gửi xe là như vậy, còn gửi COD thì cứ thật ra là cứ đóng cho anh em, cho em về em lắp ráp test ok thì anh em chơi, còn không ok thì em lại gửi lại đổi trả mất thời gian lắm. Đấy, trước đây thì cứ gửi COD cho anh em như vậy, xong rồi đến khi là về anh em không chơi được, xong này kia, xong hàng 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 chuẩn nhưng mà anh em có khi là không lắp được, thành ra này không chơi được ngay các bác nhé. Đấy, đây là về hình thức vận chuyển. Còn về chế độ bảo hành thì shop cũng nói luôn là ví dụ như cấu hình cao như này, bảo hành cho anh em cái kính trong vòng 1 năm, cái lọng vận trong vòng 1 năm, van bảo hành trong vòng nói chung là trọn đời cho anh em trong quá trình chơi. Nếu mà tình trạng hồi áp hay tràn áp hay hỏng ốc gì anh em có thể gửi ra, shop sẽ làm lại cho anh em cái van, không mất 1 đồng nào, 1.000 nào, anh em chỉ cần mất phí cước vận chuyển là ok các bác nhá. Đấy, đây về chế độ hành. Còn quay lại với hai cấu hình ngày hôm nay thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về khẩu FX trước đi nhỉ. FX đây là khẩu FXQ2 lỗ nhá, QK2 bản cải tiến mới nhất của dòng quy sói, hàng quy Sài Gòn, quy đẹp cho anh em. Đấy, một bộ combo QK2 này có chỗ an toàn, quy có sụp cho anh em rất chi đẹp. Bán gấp rút bằng chữ A, van cờ két khớp dẻm 1.000. Đấy, cây này chưa bơm hơi này, bình carbon 0.5,
giảm âm Gemtech ôm cành, cành XM8 8 khương, kính ngắm CanZZ1000 cho anh em. Đấy, hoàn thiện một cây như này là 10 triệu 900 ngàn, là chưa bao gồm phí cước. Anh em mua hàng sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe. Miền Bắc là 300, miền Nam là 500 các bạn nhé. Đấy, mua bán thì em cứ đọc rõ mã sản phẩm ra hoặc giá tiền ra. Đấy, cây nào em cũng báo giá công khai để cho anh em có thể dễ dàng nắm bắt hết coi nhé. Tiếp theo nữa là một khẩu PC Kondo thẳng dài, cấu hình cao, 10 triệu 500 ngàn, X49. Thì cấu hình ở đây em đang lắp đó là một chiếc bình carbon 0.42 này. Van cờ đi két bản chuẩn công ty, van hộp mở nhé. Combo khung gò ruột tay cầm gỗ, khung vuông, tay cầm gỗ liền khối. Giảm âm sumo, cành XM8, 8 khương tuyến, có thể là bem được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung. Bao cho anh em một mồi ở cự ly là trên 100m. Kính ngắm Discovery đi dòng HS. Đấy, HS em nhé, 4-16x44 FFP, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Đấy, 10 triệu 500 là mẫu X49 em nhé. Đấy, laser là sẽ mua thêm là 300 ngàn. Còn đi kèm sẽ là tặng cho anh em một hộp kẹo đầy như này. Đấy, còn đây là em kẹo này em test rồi nên là nó sẽ vơi này. Còn bình thường là cứ cho anh em một hộp đầy như này. Đấy, ba hộp như này là một cân. Đấy, anh em phải chơi các bác nhá. Đấy, đây là những sản phẩm mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em. Còn anh em nào mà có nhu cầu muốn mua thì gọi điện trực tiếp cho shop 2 số điện thoại này nhé. Đấy, em xem video thì nếu mà muốn tham khảo, muốn tìm hiểu thì cứ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Ngày nào em cũng ra video giới thiệu sản phẩm nên có thể theo dõi các bác nhé. Còn video ngày hôm nay xin phép em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.